lâu rồi mới xuống Mississauga. Bữa nay đi lô tiệm bánh mì ba lẻ. Rồi đây mua bánh mì. Trên 4 ổ bánh mì, 2 thập cẩm, 1 phá lấu. Vậy 3 thập cẩm, 1 phá lấu. Ớt riêng. Bánh nước kêu qua đây luôn hả? Em em ơi, cho anh thêm 3 tên. Ôm mắt vậy? Vậy thêm 25 cent thôi được không em? Nước dùng mắm chay, trái cây cùng Oshawa, cơm gạo. Không để mạc, không để gì hết, không để giá tiền luôn.
phê xứ, cà phê Việt Nam. Thử sinh tố không, hình như là giống như mình tự bỏ rau riêng đó. Chị, mấy cái sinh tố này là trái cây tươi hết luôn hả chị? Làm lâu không hả? Làm bữa khác đi. Có lâu để tối nè. Đi, vô xe. Xe mình đâu? Bây giờ vô tiệm phía sau ngồi không? Bánh mì Bà Lẹ. Đẹp luôn. Bữa nay ngon mấy ăn trước nè. Nếu mà vậy mỗi lần mình đi mua mình sẽ kêu nó thêm ba tê. Mà có thêm không ta? Có sao đâu. Ồ, hồ cá bây giờ khô queo. Khô queo mà.
thế nào cũng có người quen. Đây ví dụ có Trấn Thành trong đây. Đông người đấy ta. Đông quá, đi qua bên này. Bọc chim. Làm đây hả? Làm lâu chưa? Ừ, khỏe. Con gái đâu? Con gái đâu? Ồ, sao bữa nay nó đi đâu chơi mà không? Không, bữa thấy nó đi Thái Lan gì không? Vậy nó đang ram tình. Tối trở về. Bột chiên đây là mua lên cho nó trả tiền. À hả. Hai dĩ. Ủa quen bên cái chị kia có được bớt không nhỉ? Cho thêm hợp ớt được. Hợp ớt 50 cent anh. Trời. Chết trời. Đang nhiều quá. Thôi để bữa khác. Không có tiền lẻ rồi hả? Đúng là anh ấy quen biết là con người biết rồi. Em mua cái đó chưa? Đậu hũ. Không. Sữa đậu nành. Có một em muốn không? Lạnh chứ. Là dứa. Ừ.
Hả? Uống ngay tại chỗ luôn. Tại vì xin cái ly này. Đi vô chợ tàu là thường thường là quan trọng là mấy cái bảng số lắm nha. Người Việt mình là quan trọng bảng số lắm. Tại vì lúc nào là cũng phải thích là chín nút. Chín nút là lấy từ trong bài cào á. Cái chiếc này nè, 225 có nghĩa là cộng lại là thành chín nút. Mấy người này chắc đánh bài cào nhiều, thích chín nút. Và thằng bên này nè, 999 cũng là ngon hơn chín đúc nữa, là lên thành ba cào luôn, ba con chín đó. Qua cái thằng này là 882 có 18, cộng lại là thành 18 là 1,8 là thành chín, là chín nút. Cho nên đi ra ngoài đường nhìn thấy chiếc xe nào là nhìn vô một cái là cộng lên là biết là nó là Việt Nam, mà loại Việt Nam mà diện cơ bản mặt mũi phải chọn số 9 nút. Trong đó bà con mình cũng có mấy người thích bắt buộc là mua xe là phải lấy bảng số 9 nút. Hồi xưa lúc mình mới lớn, quen thằng cu kê nó hay nói là tạo mấy cái tài khoản nickname gì á là phải lấy cái gì mà số 18 nha. Cái bây giờ mới nhớ là tại sao lại 18. Cái thời đó mình cũng đâu biết là gì đâu. 18 là số đẹp, là 9 nút. Chứ ba cầu là 9 nút là phải thắng hết. Cho nên là tạo mấy tài khoản gì là phải có 18 hoặc là 180 hoặc là 108 hoặc là 810. Không biết, anh thấy lá dứa thôi. Giờ không đi vô chợ thôi, đi về. Anh đang giải thích cho mọi người hiểu là Việt Nam thích 8 nút là 9 nút là như thế nào. Lấy bảng số xe là phải 9 nút. Đó, 108.